Tôi xin đề lê kính chào quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày 149, 150 làm rim 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ và tụng bài kệ ba điển tinh yếu của đường tu giác ngộ của ngài là Ma Tông Khánh Ba sơ tổ dòng Đề Lức. Chúng ta bắt đầu. Quy và khai triển Bồ Đề Tâm. Sang ye chô đăng chô ki chô nam la Chang chôm ba đô đăng ni kham chô chi Đăng ji ji chô ji bi chô nam ki Đô la bê chinh chân ye đun ba chô. Sang ye chô đăng chô ki chô nam la Chang chôm ba đô đăng ni kham chô chi Đại di di sở di bi sở nam ki đô la phiên chinh chẳng di đun pa sở. Nơi phần pháp và tăng đoàn tối cao cho đến khi đang đến giác ngộ chúng con xin nguyện quy tam bảo phần pháp và tăng nương nhờ công đức hành bồ thí ba la mật và các ba la mật khẳng đệ tử xin nguyện đáp đến giác ngộ để cứu độ mọi chúng sanh. Ngày 149, tăng là những vị có trí tuệ có thể giúp chúng ta tiến bước trên đường tu giác ngộ, là Ma Dê Sê thuyết giảng. Hiểu về tăng không khó, chúng ta có đệ tử mới và cụ cùng tu họp ở đây. Đến khi cần thảo luận, đệ tử mới có khi cảm thấy, ôi chủ đề này thật không thể nào hiểu nổi. Nhưng khi có đệ tử cũ giải thích, thì lại nghĩ, à không sao cả, các anh chị hiểu được thì chắc là mình rồi cũng sẽ hiểu được, giúp ích rất nhiều. Vậy chúng ta có thể xem những người bạn đạo là tăng đoàn của mình. Tuy vậy, nói cho chính xác, thì tăng có hai nghĩa, nghĩa chân thật và nghĩa quy ước. Có thể nói rằng chúng ta thuộc về tăng đoàn trong nghĩa quy ước, đang cố gắng nâng đỡ lẫn nhau, không nhất thiết phải bằng lời nói, chỉ cần nhẹ nhàng với nhau, cho nhau hình ảnh đẹp và năng lượng tích cực là đã mang lợi ích đến cho nhau. Còn tăng bảo chân thật thì phải là những vị đã chứng được thực tại chân thật, thực tài của tánh không. Có một quốc gia Phật giáo cho rằng tăng là những vị mặc áo cà sa đỏ hay vàng, đó chỉ là biểu tượng, không phải là tăng đoàn chân chính. Tăng đoàn chân chính thì không nhất thiết phải nhìn giống thứ gì cả. Dù là tên hippie tóc dài râu rậm mà chứng tánh không thì cũng là tăng. Tóm lại, bàn đào là tăng đoàn trong nghĩa quy ước vì họ giúp chúng ta hiểu giáo pháp. Tăng đoàn trong nghĩa chân thật là những vị đã chứng thực tài chân thật, thực tài của chánh không, tánh không. Tăng đoàn chân chính là bất cứ người nào chứng được sự thực tài chân thật, dù có khoác áo tu sĩ hay không. Quy y, tiêu chuẩn quy y, biết rõ thiền đức nơi chốn mình quy y, thiền đức của tăng. Ngày 150, quý vị rất phức tạp, vì đối tượng quy y rộng lớn là Mayopa Rinpoche thuyết giảng. Đức Phật lịch sự là nơi chúng ta về quy y. Trên đây là nhân giác ngộ của mình, được gọi là nhân quy y. Điều này đúng cho mọi Đức Phật, chứ không chỉ riêng gì Đức Phật Thích
Thích Ca, kết quả tối hậu quả quy y là chứng minh thành Phật. Vì vậy, chân nghĩa của Phật giáo là trí toàn giác. Chính bản thân của trí này, của mình hay bất cứ ai khác, đây chính là Pháp thân, một trong những thân nhiệm màu của Phật. Chân nghĩa của Pháp là tuệ giác trực chứng tánh không. Đây là chân đạo, có người, con đường chân chính có khả năng tầng diệt nhiệm tâm che chướng. Giới không đủ, định không đủ, và cả chứng tánh không qua khái niệm cũng không đủ. Chúng ta cần trực chứng tánh không. Đây là nơi quy y chân chính có khả năng cứu chúng ta thoát khỏi luân hồi. Trực tiếp chứng được tánh không là đạt được chân pháp bảo. Chúng ta không còn cách nào khác để thọ pháp trực tiếp từ Đức Phật. Nhưng chúng ta có những bậc đài hành giả và những bậc đài thánh hiền noi theo gót chân Phật. Chứ vì đắc quả giác ngộ giải thoát và giác ngộ nhờ tu theo giáo pháp Phật dạy, nên là những người chúng ta có thể nương dựa, đó là quy y tăng. Những vị chứng đắc cao là tăng bảo chân thật, những vị chưa đắc quả vẫn còn trên đường tu là tăng bảo quy ước. Rốt lại thì điều thật sự cứu ta chính là Phật Pháp và tăng ở bên trong, là Phật tánh vốn có và những chứng đắc nhờ tu mà có. Tuy vậy, trong hiện tại chúng ta cần sự giúp đỡ của Phật Pháp và tăng ở bên ngoài, là Đức Phật và giáo pháp Phật dạy cùng với tăng đoàn chia sẻ giáo pháp này cho chúng ta, nêu gương cho chúng ta noi theo. Tóm lại, chân Phật bảo là trí toàn giác, là chính trí này của mình hay của bất cứ ai khác. Chân pháp bảo là tuệ giác trực chứng tánh không. Chân tăng bảo là những vị đã trực chứng tánh không. Quy y, tiêu chuẩn quy y, biết rõ sự khác biệt giữa Phật, Pháp và tăng. Chúng ta tùng bài kệ ba điểm tinh yếu của đường tu giác ngộ của Ngài Lama Tông Khánh Ba Sơ Tổ dòng Ngài Lức. Chúng con xin kính lễ các đấng tôn sư, giáo pháp Phật dạy trọn nghĩa tình yêu, con đường Phật và Bồ Tát tăng dương lối ngõ mở ra cho kẻ thiện duyên khăng khao giải thoát, là những điều mà Thầy sẽ hết lòng giải thích ở đây. Ai người không cầu lạc thú thế gian, gắng tận dụng cảnh hôn dung sung mặn, nói theo con đường kiên phân hoan hỷ bằng thiện duyên này, xin hãy lắng nghe với tâm trong sáng. Tâm quyền cầu thoáng, nếu chưa thẳng có thì biển luân hồi tìm cầu thiền bao, chẳng cách nào ngưng lại luyện sinh tử, nên kẻ có thân luôn bị buộc ràng. Vậy ngay từ đầu phải sớm tìm cầu tâm muốn sinh tử, ôm dung sung mãn là điều khó gấm, mạng sông thì lại ngăn ngồi không bền. Ý nghĩ này đây tầm cho quen thuộc, tầm rồi sẽ thôi đắm chuyện đời này. Phải luôn nhớ rằng nghiệm quả không sai, toàn bộ
cõng ngoài khổ nào. Hãy cứ như vậy thường xuyên nhớ nghĩ tâm sẽ không còn đắm chuyện đời sau. Cứ thế đôi vai phong vinh thế tùng đã tuyển không còn khởi niệm luyện thâm. Ngày cũng như đêm đều mong dài thoáng tâm muốn xin từ bây giờ khởi sinh. Nhưng dù có đường tâm muốn sinh tử mà không phối hợp với tâm Bồ Đề thì chẳng thế nào thành nhân đãi lạ của chánh đẳng giác. Bởi vậy kẻ trí phán tâm Bồ Đề bị bốn sông lớn còn còn cuốn phăng, em cụ buộc rằng khó lòng tháo gờ. Vương kẻ trùng trùng lưới sang trăm ngà khủng ngạc, đêm dài bóng tối vô minh. Xin từ tử sinh triển biên bằng tầng chiều ba loài khổ bực bánh không cùng. Hiền mẫu của chúng con sống như thế đó, nhớ nghĩ như vậy mà để phán tâm vô thượng Bồ Đề. Tóm lại giống như mẹ thấy con yêu rơi vào hố lửa, dù chỉ một giây cũng đằng đằng dài hàng vô lượng kiếp. Nghĩ đến tăng ca hiền mẫu đã sanh khổ đau vô tận, tâm không chịu nổi dù chỉ một giây, tự nhiên thiên tha vì chúng sanh mà cầu vô thường giác. Khi ấy là lông đã vang đường tâm vô thường Bồ Đề. Bao giờ động loạn không còn xen kẽ, chỉnh lung chứng biện duyên sinh không sai. Là lung ra tan đôi cạnh vòng chấm, khi ấy chánh kiến quang sáng vẹn toàn. Hơn nữa vì hiện mà tan chấm có, vì tánh không mà tan hết chấm không. Biết rõ thế nào từ nơi tánh không hiện ra những quả, khi ấy không còn vướng chấp biên kiến. Bao giờ ba điểm tình yêu phần đạo con tự chứng biến đúng như sự thần. Khi ấy con ơi tìm nơi thanh tịnh, tu cho tinh tấn tiêu cũ căn hay chóng viên thành. Thôi hướng trong chục chèm bồ rì mù chế mà khuê mà nam khê dù chì khuê pa nam pa mê pa giang gong ni gong đu quê pa sù. Chẳng chôm chèm bồ đi mù chì mà khuê ba nam khuê dư chì khuê ba nam ba mê ba giang gong đi gong đu bì vô sư. Nguyện Bồ Đề tâm trang quy, nếu đã đường phán sanh thì phạt sanh không truy giảm. Nếu chưa đường phán sanh thì phán sanh và tăng trưởng và mãi mãi luôn tăng trưởng. Nguyện cầu trường thọ đến ngày Đa Lai Lạt Ma thứ 14. Càng đi trì quê cô quê trình cam đình bên đang đi qua mai lù dùng kỳ nê tê chê rê dì quang tê dình gia sô dì gia phê sĩ tha bà đu tên dù sĩ. Cảm đi trì quê cô quê trên cảm đình bên đang đôi qua mà lù dung kỳ nê chê rè dinh hoàng thê dinh gia sô dì chê phà sĩ tha bà đô tên dù sĩ. Trên mặt đắng đường với quan bời nổi tiếng, ngài là nguồn mùi phụng lời và ân lặng không ngoài lệ.
đấng đại lực quang thế âm thế dinh già sô xin ngài trụ thế cho đến khi gọi ta bà chấm dứt nguyện đem công đức này hồi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đầu. Thầy Sư Đề Lê kính chào tạm biệt quý đạo hữu. Đi trên kính xin kính chúc quý đạo hữu thân tâm luôn an lạc, tu hành tinh tấn, gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào và công việc hàng ngày luôn thuận tiện để trợ duyên cho con đường tu giác ngộ giải thoát. Đi trên xin chào tạm biệt. Om mani be mi hum om 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 mani be mi hum om om mani be mi hum om om mani be mi